Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ Ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì Ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của Ship.vn. Video này mà các bạn cùng Ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng, một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Invicta đã được Ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và ship tới văn phòng của Ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon và dịch vụ USPS. Ở phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được Ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng đã mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm đồng hồ ngày hôm nay. Bên trong các bạn thấy là họ đóng gói rất là đơn giản luôn. Đây là nhân vật chính của chúng ta ha, một phần giấy gói và một hóa đơn từ seller. Đây các bạn thấy nè, tất cả những thông tin rất là rõ ràng ở phần góc ha. Rồi tạm thời mình sẽ để qua một bên. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta, có một cái lớp giấy bên ngoài bảo vệ chiếc bóc chính nè. Đây Invicta. Đầu tiên mình xin giới thiệu sơ một chút xíu về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết. Invicta bắt đầu là một công ty đồng hồ của Thụy Sĩ vào năm 1837. Hãng được thành lập bởi Raphael Bitkas tại La Chaux-de-Fonds, Thụy Sĩ. Vào đầu những năm 80, Invicta bị phá sản và hãng được bán vào năm 1983 cho Ondis SA. Công ty này tiếp tục sản xuất đồng hồ Invicta ở Bell, nhưng điều này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn vì Ondis sau đó là phải đóng cửa do doanh thu khá là đáng thất vọng. Invicta được tái thành lập vào năm 1991 khi thương hiệu được mua lại bởi các chủ sở hữu người Mỹ. Và vào tháng 2 năm 2020 thì Invicta tuyên bố rằng họ đã hợp tác với Authentic Brand Group, viết tắt là ABG. Công ty này thường xuyên sản xuất đồng hồ hợp tác với các công ty và người nổi tiếng, bao gồm là nghệ sĩ Romeo Cristo nè, rồi công ty Marvel Comics nè, DC Comics và một số người nổi tiếng khác. Đó là những cái thông tin tổng quan về thương hiệu ngày hôm nay ha. Xung quanh hộp này chúng ta sẽ thấy một chiếc tem với mã sản phẩm Invicta 30810. Rất là đơn giản luôn, bây giờ mình sẽ mở hộp này nha. Bên trong chúng ta sẽ thấy ngay nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay rất là nổi bật. Một chiếc gối ha, rất là êm luôn. Phía dưới chúng ta sẽ có một sách hướng dẫn sử dụng của Invicta rất là mỏng thôi. Ngày đây chính là nhân vật chính của chúng ta, vẫn còn mới 100%, nguyên siêu, siêu mặt nè các bạn, siêu thân nè ha, siêu bên thân vỏ nè. Họ dán siêu thân vỏ luôn và siêu dây của chúng ta được quấn rất là cẩn thận, cũng như phần guarantee, phần khóa nè, siêu họ quấn rất là chặt chẽ luôn. Và mẫu Invicta ngày hôm nay của chúng ta sẽ có mã đây 30810 với giá niêm yết cho mẫu sản phẩm là $395. Tuy nhiên sản phẩm này có giá rất là tốt tại Ship.vn nha. Các bạn có thể truy cập vào đường link mình có để dưới phần nội dung. Các bạn truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc đồng hồ này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại Ship.vn nha. Phía trên đây chúng ta sẽ thấy là mã sản phẩm tên hiệu Invicta cùng với giá niêm yết. Phía sau chúng ta sẽ thấy tên thương hiệu Invicta cùng với logo thương hiệu mà thôi, rất là đơn giản. Còn bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta. Đầu tiên mình xin phép mình mở lớp siêu mặt ra nha, cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm đồng hồ ngày hôm nay luôn. Đây, một cái mặt số rất là đẹp. Mẫu này của chúng ta sẽ có tên là Invicta Pro Diver quạt Main Watch, một mẫu đồng hồ dành cho nam giới sử dụng bộ máy pin đến từ Nhật Bản các bạn ha. Và đó là bộ sưu tập Pro Diver của Invicta. Đường kính trên mẫu này sẽ là 43mm, thích hợp với các bạn nam cổ tay 18cm, lên tay nó sẽ cực kỳ tuyệt vời. Độ dày của mẫu này tương đối trung bình 12mm mà thôi, nên là độ dày mình đánh giá là nó tương đối là trung bình dành cho một cái mẫu đồng hồ thể thao giống như thế này các bạn. Kính của chúng ta được sử dụng sẽ là kính Flame Fusion, rất là quen thuộc trên các mẫu Invicta. Đây là một loại thủy tinh khoáng được làm cứng đặc biệt, cho khả năng chịu lực tốt nè, hạn chế được trầy xước và có thể dễ dàng đánh bóng lại khi trầy nhẹ. Ở đây mình nói là trầy nhẹ thôi nha các bạn, còn ở những vết trầy nặng hơn, nếu mà các bạn cố tình đánh bóng thì nó sẽ tạo ra một cái vết lõm ở trên phần mặt kính của đồng hồ, nó rất là mất thẩm mỹ luôn. Các bạn lưu ý điều này nha, chúng ta không nên lạm dụng cái việc đánh bóng. Về phần thiết kế mặt số bên trong, các bạn có thể thấy đó, chúng ta sẽ có một cái mặt dial màu xanh lam rất là đẹp luôn, mang lại cái sự trẻ trung, năng động hơn cho mẫu đồng hồ thể thao của chúng ta. Cùng với đó là thiết kế các cọc số cũng như bộ kim rất là đặc biệt và quen thuộc trên các mẫu đồng hồ Pro Diver giống như thế này. Đầu tiên đó là về cọc số 12 giờ sẽ được làm là dưới dạng cọc đôi, khác biệt hoàn toàn so với các cọc số còn lại để chúng ta có thể nhận diện dễ hơn dưới môi trường trong nước các bạn, môi trường dưới biển chúng ta hoạt động thể thao nè. Đó, nó bị khúc xạ ánh sáng thì cái điều này thiết kế này nó sẽ cho chúng ta xác định chính xác là cọc số 12 giờ nằm ở đâu để chúng ta từ đó đọc thời gian nó chính xác hơn.
Cái cọc số còn lại dạng cọc tròn nè, riêng cọc số 3 giờ sẽ được thay thế bởi ô cửa sổ lệch ngày và một chiếc kính lúp hỗ trợ ha. Chúng ta quan sát dễ hơn với nền màu trắng và chữ số màu đen. Cọc số 6 và 9 giờ sẽ là dạng cọc đơn. Đó, phân biệt với cái cọc số tròn còn lại các bạn ha. Và các cọc số các bạn cũng như thấy nè, đó họ thiết kế khá là lớn nè. Bộ ba kim chức năng vẫn được trang bị đầy đủ giờ phút giây. Kim giờ chúng ta sẽ được thiết kế đặc biệt hơn và nó sẽ có một cái chấm tròn rất là bự nối giữa đầu và thân kim để chúng ta phân biệt với kim phút mà các bạn ha. Kim giây thì rất là nhỏ gọn rồi, các bạn thấy nè, chứ dạng thanh thẳng thôi, rất đơn giản luôn. Bộ kim cũng như là cọc số của chúng ta sẽ được trang bị lớp phủ luminoi, nó hỗ trợ quan sát trong điều kiện thiếu sáng thì tốt. Khi chúng ta vào những cái môi trường mà nó thiếu ánh sáng, giống như là chúng ta lặn sâu xuống thì tất nhiên cả đường truyền ánh sáng nó sẽ rất là yếu và chúng ta sẽ cần tới những cái lớp phủ dạ quang này, nó sẽ phát huy rất là rực rỡ. Và để sử dụng tốt nhất cái lớp dạ quang này, các bạn cần phải phơi nắng chiếc đồng hồ chúng ta dưới trời nắng khoảng từ 15 đến 20 phút, trời nắng mạnh nha các bạn ha, để sẽ sạc đầy và giữ trữ cho chúng ta có thể sử dụng trong điều kiện thiếu sáng nó tốt hơn. Về phần viền benzen thì chúng ta sẽ thấy là cái viền benzen này cũng có tông màu xanh lưu ha các bạn ha. Và ở trên nửa trên viền thì chúng ta sẽ có màu đen nè, và nửa dưới chúng ta sẽ có màu xanh dương, rất là đẹp luôn. Điểm đánh dấu chúng ta cũng sẽ có lớp phủ luminoi để chúng ta đọc thời gian nè. Đó, và đây là viền benzen xoay một chiều các bạn ha. Ở viền benzen này mình thấy rất là nhẹ, mình đeo vào tay khá là trơn, tuy nhiên thì mình thao tác rất là dễ dàng. Đây các bạn có thể thấy nè, không cần dùng quá nhiều lực, chúng ta chỉ cần đẩy nhẹ thôi là viền benzen có thể xoay rồi. Đó, và các cột mốc quan trọng như 10, 20, 30, 40, 50 chúng ta sẽ đánh số Arabic rất là lớn luôn, tương đối là dễ đọc. Tiếp tục nói về phần mặt số bên trong, chúng ta thấy là tên thương hiệu cùng với logo thương hiệu sẽ đặt góc 12 giờ để góc đẹp nhất của mỗi đồng hồ. Phía góc 6 giờ chúng ta sẽ thấy biểu tượng của bộ sưu tập Pro Driver luôn, chú cá mập đầu búa ha. Với khả năng kháng nước của mẫu này là 100m. Đó. Và cùng với đó chúng ta sẽ được trang bị đúng vặn Swift Down. Này, sẽ mở nó ra nha. Đó, nấm vặn swivel down tức là nấm vặn xoắn giống như hình xoắn ốc mà các bạn thấy không? Đó, nó tối ưu hóa cái khả năng kháng nước cho mỗi đồng hồ thể thao của chúng ta. Đây là cái nấm vặn được sử dụng trên các mẫu đồng hồ thể thao các bạn ha. Đó, để tối ưu hóa cái khả năng kháng nước cùng với đó đây là 2G chúng ta sẽ được làm nhô cao để có thể chống bắn tia nước vào cái phần nấm vặn của chúng ta. Rồi, đó chính là cái công dụng của cái phần nấm vặn swivel down này. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy là phần khung vỏ cũng như viền thân viền benzen nè, đó khung vỏ này dây đeo chúng ta sẽ được hoàn thiện từ thép không gỉ 316L và được mạ một lớp PVD màu vàng gold cực kỳ sang trọng luôn. Nói về chất thép 316L này, đây là một loại thép có tính chất chống ăn mòn tổng thể tốt hơn trong môi trường nước biển hoặc là cái chất lỏng có tính axit như là mồ hôi. Đó chính là cái phần thép này, đây là một cái phần thép chuyên dụng để sản xuất đồng hồ nha các bạn. Khả năng kháng nước của mỏ này 100m thì lúc nãy mình cũng có nói rồi nè, nấm vặn swivel down. Và bên trong khung vỏ này chúng ta sẽ được trang bị một cái cỗ máy sử dụng pin cho cái độ chính xác khá là cao, có tên là BC32 đến từ Nhật Bản các bạn ha. Đạt độ tin cậy rất là đáng tin tưởng luôn. Rồi về thiết kế dây đeo, chúng ta sẽ có một cái thiết kế dây đeo tương đối là quen thuộc dành cho nam giới, là thiết kế dạng ba chỉ như thế này. Chỉ giữa sẽ được làm lớn hơn và chế tác đánh bóng tạo nên cái điểm nhấn cho dây đeo, cũng như là cái sự sang trọng cho mẫu dây của chúng ta. Hai chỉ ngoài cùng chúng ta sẽ có chế tác đánh phay xước nè, tạo nên cái nét nam tính mạnh mẽ hơn cho mẫu đồng hồ thể thao. Hai phần thân vỏ chúng ta sẽ có chế tác đánh bóng nha các bạn, tuy nhiên thì họ đã dán siêu đại luôn rồi cho nên chúng ta không thể thấy được cái chế tác đánh bóng này. Trên phần thân vỏ bên đây chúng ta thấy là tên thương hiệu Invicta được khắc rất là lớn và nổi bật, tăng cái độ nhận diện thương hiệu hầu như là tối đa dành cho mẫu đồng hồ của chúng ta ngày hôm nay. Phần nấm vặn chính chúng ta cũng sẽ có logo thương hiệu được khắc trên đây rất là sắc nét luôn. Về phần khóa chúng ta sẽ được sử dụng khóa một lần gập cùng với đó là chốt Vlab thể thao các bạn ha. Chiếc chốt này sẽ thường xuyên xuất hiện trên các mẫu đồng hồ thể thao để giữ chắc dây đeo chúng ta trên cổ tay khi chúng ta hoạt động mạnh, đặc biệt là các hoạt động thể thao. Trên mặt khóa chúng ta vẫn sẽ có tên thương hiệu Invicta được khắc rất là nổi bật nha các bạn. Và có cả logo nữa mà cái phần giấy này che rồi. Đây, mình mở lên cho các bạn xem nha. Đó, chúng ta sẽ có những cái chi tiết như thế. Về phần thiết kế mặt đáy, chúng ta vẫn sẽ có một cái thiết kế đáy kín rất là quen thuộc trên các mẫu sử dụng pin, cùng với đó những cái thông tin như là ở trung tâm nè, tên thương hiệu Invicta, Pro Driver, rồi và slogan cho bộ sưu tập này là Master of the Ocean. Đó chính là slogan cho bộ sưu tập Pro Driver của Invicta nha các bạn. Những cái thông tin khác như là Japan Movement là cổ máy Nhật Bản nè, rồi khả năng kháng nước là 100m nè, rồi mã sản phẩm ha, công nghệ kính Flame Fusion, vật liệu hoàn thiện là thép không gỉ. Rồi đó, những cái thông tin mình đã truyền đạt hầu như là đầy đủ đến các bạn rồi. Và tổng kết lại, các bạn có thể thấy đó, sản phẩm của chúng ta sẽ mang một cái phong cách rất là thể thao, kiểu dáng cổ điển của dòng Pro Driver, thích hợp với các bạn nam nào đam mê các mẫu đồng hồ thể thao, là thể hiện được cái sự năng động cùng với nét nam tính mạnh mẽ của mình. Đó chính là ưu điểm của sản phẩm ngày hôm nay. Và qua các góc quay, các bạn có thể thấy là sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay vẫn còn rất là hoàn hảo luôn. Các phần siêu được dán rất là chắc chắn nè, các chi tiết còn cực kỳ hoàn hảo luôn, phần viền benzen, núm vặn cũng như là phần lớp nè, tất cả các chi tiết còn rất là mới.
Và đó cũng là một số góc quay thực tế về mẫu sản phẩm đồng hồ ngày hôm nay, cũng như là một số chia sẻ của eShip.vn nếu như bạn nào đang quan tâm đến các mẫu Rodiver của Invicta nói chung ha, cũng như là cái mẫu riêng ngày hôm nay nói riêng nó cái mẫu là 30810, hay mình nhắc lại mã sản phẩm một lần nữa ha. Đó. Hiện tại eShip.vn đang có rất là nhiều mẫu mã đồng hồ với nhiều kiểu dáng, màu sắc cũng như là giá thành khác nhau đến từ rất là nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh hơn so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.